Ngày nào anh yêu em, anh cắn em ngay chỗ đó còn bầm. Ngày nào anh yêu em, anh cắn em vẫn còn bầm chỗ đó. Sự hôn em trong bụi lầm bị kiến cắn gần chết. Nay hôn em trong phòng, trời ơi ta cả là sung sướng. Em hỡi em, có phải vì kiến cắn mà dù đó anh rất to. Ngày nào anh đi Charlie, ba má em chạy ra mà kéo cửa rào. Ngày nay anh đi Camry, ba má em hỏi sao thằng sơ không tới. Sư hôn em một lần vì ba em đánh gần chết. Nay hôn em ngàn lần, ông bà kêu la chàng rể. Em hỡi em, có phải tiền trong túi là lời nói anh mới linh. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay anh dò vô. Ban đầu một tay rồi lại tay thứ hai. Quyết không cho mà nàng đứng lên chửi thề. Tổ bà mẹ mày tự nhiên nắm tay tao. Thôi nhé em yêu, khi anh nắm tay anh xin đàng hoàng. Không cho thì thôi, tại sao chửi má anh. Má anh đâu làm gì để em buồn lòng. Cái đồ mất dạy là cây đắng không còn nhai. Thôi nhé em yêu, không cho nắm tay anh bực mình. Anh mà bực mình là bình mực cũng giống anh. Đã quen nhau mà nắm tay cũng hồng được. Nếu tình là hết rồi là em biến luôn á giùm anh. Đã quen nhau mà nắm tay cũng hồng được. Nếu tình là hết rồi là em biến luôn á giùm anh. Nếu hay thì chia sẻ, subscribe, đăng ký kênh nha. Cảm ơn.